chuyên ngành lao. Hôm nay bác sĩ Tâm xin được chia sẻ với câu lạc bộ thầy thuốc trẻ của Bệnh viện Phổi Trung ương về một bài, đó là điều trị ho ra máu bằng nút mạch phế quản. Thế thì về phần đại cương thì cái nguyên nhân thường gặp của ho ra máu ấy, đây là các cái bệnh lý phổi mạn. Các cái bệnh lý phổi mạn tính như là lao, giãn phế quản, nấm, ung thư phổi hoặc là viêm phổi. Thế thì cái ho ra máu số lượng ít thì phần lớn là nó tự cầm. Tuy nhiên thì ho ra máu nặng nó lại là tình trạng cấp cứu, đe dọa tính mạng và có thể tử vong. Người ta báo cáo là ở cái nhóm ho ra máu từ 300 đến 600 ml trên 24 giờ thì tỷ lệ tử vong được báo cáo là lên đến 50 đến 60%. Về kinh điển thì phẫu thuật nó là phương thức điều trị cuối cùng. Tuy nhiên thì bệnh nhân ho ra máu thường đến trong tình trạng là giảm nặng chức năng phổi và có thể kèm nhiều bệnh lý khác. Và tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật là 18% và có thể gia tăng lên đến 40% nếu mà tình trạng cấp cứu. Đối với ho ra máu nặng mà điều trị bảo tồn với nội khoa thì cho thấy là tỷ lệ tử vong là trên 50%. Thế thì cái nút mạch phế quản điều trị ho ra máu được thực hiện đầu tiên trên bệnh nhân bởi Remy năm 1973 và bây giờ thì nó đã trở thành phương thức điều trị chính trong các trường hợp ho ra máu nặng hoặc là ho ra máu kéo dài. Và cho đến nay thì tỷ lệ này được tăng cao từ 86 đến 99%. Đồng thời thì các cái tai biến của thủ thuật như là đau ngực hay nôn thì đây là những cái tai biến nhẹ và thường là tự khỏi. Và các cái biến chứng nặng như là nhồi máu tủy thì ít gặp và tỷ lệ được báo cáo là từ 1,4 đến 6,5%. Do đó đây là một phương thức điều trị mà hiệu quả cao và độ an toàn là rất cao. Remy và cộng sự năm 1977 báo cáo 104 ca nút mạch phế quản điều trị ho ra máu nặng thì với tỷ lệ thành công tức thời trong 24 giờ là 84%. Sau đó là có 6 ca tái phát. Về sơ lược giải phẫu của động mạch phế quản thì động mạch phế quản là chủ yếu là xuất phát từ động mạch chủ xuống. Thông thường thì có đến 82% là động mạch phế quản nó xuất phát từ đoạn động mạch chủ xuống, đoạn D4 đến D6. Một tỷ lệ nhỏ nó xuất phát từ các nhánh của động mạch chủ như là động mạch dưới đòn này, động mạch giáp dưới, động mạch trung thất, vân vân. Và đặc điểm chung của các cái động mạch phế quản này là chúng đều chui qua rốn phổi và tùy hành về phế quản, cấp máu nuôi dưỡng cho phế quản nhờ các cái nhánh mạch xiên, nhánh mạch trung tâm, và cấp máu nuôi dưỡng phế nang nhờ mạng mạch ngoại vi. Về số lượng của động mạch phế quản thường gặp ở người bình thường là có từ 1 đến 4 cuống và hiếm gặp là có 6 cuống. Đây là hình ảnh mô tả về hình thái phân bố của động mạch phế quản trong một kỳ nghiên cứu của Adoin và cộng sự với các cái tỷ lệ như trên. Và trên đây là hình ảnh về giải phẫu của tuần hoàn phổi. Thế thì cái động mạch phế quản là những cái động mạch rất là mạnh. Đây, số 3 là động mạch phế quản là những động mạch nhỏ và mạnh. Chúng chui qua rốn phổi và chạy tùy hành với cái phế quản. Sau đó thì cho những cái nhánh xiên nuôi dưỡng thành phế quản và những cái nhánh ngoại vi thì nó hòa mạng với mạng mao mạch ở phế nang. Về giải phẫu bình thường của động mạch phế quản thì động mạch phế quản thì thường có cuống dài khoảng 3 cm, cuống thì tính từ gốc cho tới chỗ chia nhánh đầu tiên và đường kính cuống thì bao giờ cũng dưới 2 mm. Thân động mạch phế quản thì có 2 đến 3 nhánh phân chia tiếp theo và đường kính trên 1 mm, và mạng mao mạch phế quản có đường kính dưới 1 mm, và đặc biệt là cái mạng mao mạch phế quản này nó chỉ phân bố giới hạn 1/3 trong một tường phổi. Trên đây là hình ảnh chụp cắt lớp vi tính có dựng hình động mạch phế quản, và đây là cái động mạch phế quản bình thường xuất phát từ động mạch chủ ở ngang mức ở đoạn D2 đến D4. Sau khi chui vào rốn phổi thì chúng sẽ tùy hành với cây phế quản và chia nhánh để cấp máu nuôi dưỡng cho thành phế quản cũng như là hòa mạng và mạng mạch mao mạch phế nang. Đây là hình ảnh của một bệnh nhân có giãn động mạch phế quản. Động mạch phế quản giãn ngoằn ngoèo xoắn vặn, tăng khẩu kính, giãn toàn bộ cuống thân và các phân nhánh.
Thì các cái nhánh nối của động mạch phế quản thì nó có gồm 5 cái nhánh nối. Thứ nhất là động mạch gai trước sừng tủy lưng, nó cấp máu chi phối cho đoạn tủy sống đoạn D2 đến D4, và cái nhánh này thường gặp là 2 đến 4%. Thế thì cái động mạch phế quản liên sườn phổi phải ấy, thì đôi khi nó có chia thành những cái nhánh nuôi dưỡng thành ngực, đấy là động mạch liên sườn, mà những một nhánh quạt ngược để cấp máu cho đoạn D2 và D4 cột sống tủy sống. Thế thì trong trường hợp mà ho ra máu mà xuất phát từ cái động mạch này đấy, thì bắt buộc phải nút tắc động mạch tủy lưng này. Thì về giải phẫu thì cái động mạch tủy gai trước thường tủy lưng này thì cái khẩu kính của nó rất nhỏ, khẩu kính của nó thông thường là dưới 150 micromet. Vì vậy là việc mà khi mà phẫu thuật viên lựa chọn để nút động mạch mà nó liên quan đến cái nhánh này thì chọn vật liệu tắc mạch mà có đường kính lớn hơn 150 mm thì nó sẽ không gây tai biến. Bởi vì là cái vật liệu tắc mạch nó sẽ không đi sâu vào tủy sống. Sau đó thì cái gốc động mạch này tắc thì có các cái nhánh bằng hệ nó sẽ cấp máu bù. Cái nhánh nối thứ hai của động mạch phế quản đấy là động mạch thực quản dưới. Đây, cái động mạch thực quản dưới này thì cái động mạch phế quản trái thì đôi khi nó cũng cho nhánh cấp máu nuôi dưỡng cho cái đoạn thực quản ở đoạn dưới. Và trong y văn thì người ta có báo cáo là có khoảng 3 đến 4 trường hợp là xác nhận là có xơ hóa thành thực quản sau khi nút tắc cái động mạch phế quản phổi trái. Nhánh nối thứ ba là động mạch khí quản. Thế cái động mạch khí quản này thì thông thường thì động mạch phế quản phổi phải đôi khi cũng cho những cái nhánh mà nuôi dưỡng thành khí quản, và thông thường cái động mạch này nó sẽ nối thông với cái động mạch giáp dưới nó, và tổn thương ở những cái động mạch này thì nó sẽ gây chảy máu ngay ở trong thành khí quản, và việc cần phải nút để cầm máu thì bắt buộc phải nút cả động mạch giáp dưới. Cái nhánh nối thứ tư đây là nhánh nối nuôi dưỡng động mạch chủ, nuôi dưỡng thành động mạch chủ, thì cái nhánh này thường hay gặp đó là động mạch phế quản phổi trái cho nhánh chạy vòng quanh quai động mạch chủ, và trên phim chụp mạch thì thấy thông thường sẽ thấy một cái vòng tròn sáng bao quanh quai động mạch chủ, chính là cái nhánh động mạch nuôi dưỡng thành động mạch chủ, nó xuất phát từ động mạch phế quản trái. Và trong cái y văn thì chưa ghi nhận trường hợp nào bị ảnh hưởng khi mà nút tắc động mạch phế quản phổi trái. Cái nhánh cuối cùng này là các cái nhánh động mạch trung thất, đặc biệt đấy là cái động mạch Adam-Kivic. Động mạch Adam-Kivic thì thường là xuất phát từ cái động mạch phế quản liên sườn ở bên phổi bên trái ấy. Và động mạch này là cấp máu chi phối hầu hết cho đoạn tủy sống. Vì vậy mà trong trường hợp xác nhận là ho ra máu mà đe dọa tính mạng mà xuất phát từ cái động mạch này, thì nếu như bắt buộc phải nút tắc động mạch để cấp cứu thì cần phải cân nhắc đến hậu quả gây tổn thương thần kinh của bệnh nhân sau đấy. Ngoài ra thì có các cái mạch máu của hệ chủ nhu mô xuyên thành. Thế thì các cái nhánh mạch này thường là hình thành ở các cái bệnh nhân mà có tổn thương về thành ngực hoặc là tổn thương màng phổi gây viêm dính màng phổi. Từ đó thì các cái động mạch ở thành ngực nó hòa mạng và đi vào nhu mô phổi, và những nhánh mạch này cũng được coi là các cái động mạch thuộc phế quản. Các cái động mạch phế quản khi mà thay đổi về khẩu kính hoặc là thay đổi về mật độ phân bố mảng mong mạch thì nó sẽ trở thành động mạch phế quản bệnh lý. Và như vậy thì động mạch phế quản bệnh lý thì thường là bao giờ khẩu kính cuống là phải trên 2 mm, và mảng mao mạch ngoại vi thì dày đặc và phân bố vượt quá giới hạn 1/3 trong của tường phổi. Trên đây là hình ảnh của động mạch ở bên tay bên bên tay phải. Đây là hình ảnh của động mạch phế quản. Đây là thân chung động mạch phế quản liên sườn. Cái nhánh trên cùng đây là động mạch liên sườn nuôi dưỡng thành ngực, và nhánh dưới là động mạch phế quản. Đấy thì chúng ta nhìn thấy ở trên này thì động mạch phế quản ở trên này thì có khẩu kính là dưới cuống thì dưới 2 mm, và nó chỉ phân bố giới hạn ở 1/3 trong tường phổi, tức là mình tính bắt đầu từ rốn phổi hất ra ngoài này thì nó sẽ luôn luôn phân bố ở 1/3 trong tường phổi.
Và ngược lại ở hình ảnh ở bên trái này, đây là động mạch phế quản bệnh lý thì có cuống giãn trên 2 mm và giãn toàn bộ thân, cuống thân và chia nhánh, và cái mạng lưới mao mạch dày đặc, phân bố dày đặc. Đây là một bệnh nhân có tổn thương lao phổi và tổn thương đông đặc tạo hang ở thùy trên ở phổi phải. Còn nhu mô thùy giữa, thùy dưới phổi phải thì tương đối bình thường. Đây, chúng ta nhìn thấy là động mạch phế quản ở phân ở thùy dưới thì hiện rất là thưa thớt và nó chỉ xuất hiện ở khoảng 1/3 trong. Và đây là một cái bệnh nhân cũng ho ra máu do lao phổi, và trên phim chụp và động mạch phế quản thì thấy là động mạch phế quản liên truyền bên trái giãn xoắn vặn. Và trên đây là mạng mao mạch phân bố dày đặc, và trong đó thì xuất hiện những cái ổ giả phình nhỏ. Đây là những cái tổn thương, những cái ổ thoát mạch nhỏ trên phim. Và cũng như thế thì động mạch phế quản chi phối cho thùy giữa và thùy dưới thì hoàn toàn bình thường, và trên phim cắt lớp vi tính thì xác nhận là tổn thương khu trú ở thùy trên ở phổi bên phải. Thế thì nguyên nhân mà phát sinh động mạch phế quản bệnh lý thì bao gồm, thứ nhất là nguyên nhân về tuần hoàn. Thế thì các cái bệnh lý bẩm sinh như bệnh tim bẩm sinh kèm teo hoặc hẹp van động mạch phổi có, hoặc kèm theo teo thân động mạch phổi, các cái bất thường bẩm sinh như tắc tĩnh mạch phổi bẩm sinh này, và các nguyên nhân mắc phải như là tắc động mạch phổi, viêm tắc tĩnh mạch phổi mắc phải, tăng huyết áp, vỡ phình động mạch chủ ngực hoặc là hẹp van hai lá, thì các cái nguyên nhân bẩm sinh và nguyên nhân tuần hoàn này thì nó làm giảm áp lực tuần hoàn phổi, nó là điều kiện để tăng lượng máu từ hệ động mạch phế quản tới tưới bù. Và trong trường hợp mà ho ra máu do những cái nguyên nhân này thường thì chỉ có phẫu thuật thì mới khắc phục được tình trạng này. Các cái nguyên nhân về hô hấp như các cái bệnh lý viêm khí phế quản cấp, các cái bệnh lý viêm phế quản phổi mạn, giãn phế quản, viêm dính màng phổi, chấn thương ngực, u phế quản và giãn phế động mạch phế quản không rõ nguyên nhân. Để chẩn đoán xác định ho ra máu thì cái này thì thường là các bác sĩ lâm sàng sẽ chẩn đoán trước. Chúng tôi là những người làm can thiệp mạch thì sẽ tiếp nhận bệnh nhân mà bệnh nhân đã xác nhận là đã có ho ra máu thì về lâm sàng thì có các cái triệu chứng báo trước như là bệnh nhân khó chịu, hồi hộp, cảm giác nóng ran sau xương ức, ngột ngạt, khó thở, khó khè, cảm thấy có cái gì đó sọc lọc sọc ở trong ngực, sau đó thì bệnh nhân sẽ ho hoặc khạc, trào ọc máu từ đường hô hấp dưới. Thế thì ho ra máu thì có máu có màu đỏ tươi, có bọt và không lẫn thức ăn, mà máu lẫn đờm thì chứng tỏ là máu từ phế quản. Thế thì có cái phân loại của ho ra máu thì ho ra máu nhẹ thì từ vài ml đến 50 ml trên 24 giờ thì loại này thì chiếm 38% theo Hoàng Minh. Ho ra máu trung bình thì từ 50 đến 200 ml trên 24 giờ, loại này chiếm 31%. Và ho ra máu nặng thì trên 200 ml trên 24 giờ hoặc là mỗi ngày mất khoảng 150 ml máu nhưng kéo dài 3 đến 4 ngày, hoặc ho ra máu rải rác trên 15 ngày và hồng cầu dưới 2 triệu trên 1 mm khối. Hoặc ho ra máu gây rối loạn chức năng hô hấp, loại này thì theo Hoàng Minh là chiếm 31%. Về cận lâm sàng thì cái X quang quy ước thì là không thể thiếu. Đối với ho ra máu thì X quang quy ước thì là cái xét nghiệm đầu tay dễ thực hiện, bởi vì là bây giờ có những cái máy tại giường có thể chụp ngay tại buồng bệnh. Nó là tư liệu để biết sớm nhất nguyên nhân gây ho ra máu trong đa số trường hợp. Về cái thứ hai là cái chụp cắt lớp vi tính phổi, và đặc biệt đấy là chụp cái cắt lớp vi tính độ phân giải cao có tiêm thuốc cản quang và dựng hình động mạch phế quản. Đây là một xét nghiệm mà cái chỉ định đầu tay để giúp cho chúng ta có thể định hướng, định khu được vùng chảy máu và cũng như xác định được đâu là động mạch phế quản bệnh lý và các cái cuống mạch xuất phát từ động mạch chủ, giúp cho việc can thiệp mạch. Cái thứ ba là cái nội soi phế quản. Thế thì trước đây thì nội soi phế quản bằng ống cứng thì chỉ trong cấp cứu ấy, thì chỉ được thực hiện đối với bệnh nhân mà ho ra máu đã thuyên giảm hoặc là đã ngừng ho ra máu. Còn hiện nay thì nội soi phế quản với ống mềm và có sự hỗ trợ của máy thở hoặc là mở khí quản và hồi sức thì có thể thực hiện được việc nội soi ngay cả lúc mà bệnh nhân đang ho ra máu. Việc nội soi này có thể định khu được cái vùng chảy máu, giúp cho cái việc can thiệp mạch và phẫu thuật hiệu quả. Và cái
Thứ tư là cái chụp động mạch phế quản. Đấy thì cái chụp động mạch phế quản này thông thường là sẽ được thực hiện luôn trong cái quá trình chụp và nút động mạch phế quản để điều trị ho ra máu. Ngoài ra thì có các cái xét nghiệm cận lâm sàng khác để tìm căn nguyên như là xét nghiệm BK đờm công thức máu điện giải vân vân. Xét nghiệm công thức máu điện giải là chủ yếu là để đánh giá cái mức độ mất máu. Về chẩn đoán phân biệt thì bao gồm các cái chảy máu vùng mũi, chảy máu họng miệng, chảy máu thực quản, chảy máu dạ dày tá tràng và các cái và ho máu do bệnh nhân khai không đúng. Các phương pháp điều trị ho ra máu thì từ trước tới giờ thì có bao gồm điều trị nội khoa, can thiệp qua nội soi phế quản, can thiệp mạch phế quản và phẫu thuật. Sau đây thì tôi xin trình bày về cái nút động mạch phế quản trong điều trị ho ra máu. Thì về chỉ định của cái nút động mạch phế quản điều trị ho ra máu thì bao gồm thứ nhất là các cái trường hợp ho ra máu nặng, chỉ định thứ hai là ho ra máu mà điều trị nội khoa hoặc là nội soi phế quản không hiệu quả. Về cái chống chỉ định thì không có chống chỉ định tuyệt đối mà chỉ có chống chỉ định tương đối. Thì chống chỉ định tương đối trong các cái trường hợp thứ nhất là rối loạn huyết động nặng, các cái rối loạn đông máu nặng có prothrombin dưới 60% hoặc là tiểu cầu dưới 60 ml, INR trên 1,5, hoặc là người bệnh trong tình trạng là truy các tạng nặng hoặc là dị ứng thuốc cản quang hoặc phụ nữ có thai. Về cơ sở để nút động mạch phế quản điều trị ho ra máu thì bao gồm là cơ sở lý thuyết, thì nhất là dựa vào các cái nghiên cứu giải phẫu của động mạch phế quản, sinh lý tuần hoàn phế quản phổi, cơ chế bệnh sinh của ho ra máu và kết quả thực nghiệm làm thay đổi cái cơ chế ho ra máu. Về cái cơ sở khoa học để nút tắc động mạch phế quản điều trị ho ra máu thì thứ nhất là dựa vào các nghiên cứu giải phẫu X quang của động mạch phế quản, người ta thấy rằng là ở mỗi bệnh nhân ho ra máu thì đều có từ 1 đến 4 động mạch phế quản xuất phát từ động mạch chủ và giữa chúng có cái mạng nối với nhau và nối với các nhánh tận của động mạch phổi, tĩnh mạch phổi và thậm chí là nối với động mạch thành ngực. Việc gây tắc động mạch phế quản không ảnh hưởng tới chức năng nuôi dưỡng vì là động mạch phổi mà và tĩnh mạch phổi nó sẽ cấp máu bù. Các động mạch thành ngực mà khi đã chui vào phổi cũng sẽ làm tăng gánh tuần hoàn của động mạch phế quản và động mạch phổi, làm cho cơ chế chảy máu phức tạp và việc loại bỏ các cái nhánh động mạch thành ngực trong với mục đích là điều trị ho ra máu thì cũng ít ảnh hưởng nuôi dưỡng thành ngực, bởi vì là thành ngực thì thường có rất nhiều mạch máu khác. Cái cơ sở khoa học thứ hai để nút tắc động mạch phế quản điều trị ho ra máu đấy là thứ nhất là nghiên cứu thực nghiệm. Thế thì Gian Dick và Cộng sự năm 1990, năm 1993 đã thực nghiệm trên chó, sau khi nút tắc toàn bộ động mạch phế quản thì chó vẫn sống bình thường và 40 ngày hoặc 80 ngày sau thì họ chụp động mạch chủ và động mạch phổi thì thấy động mạch phế quản thì vẫn tắc nhưng mà mao mạch ngoại vi thì đã được tái lập do máu từ động mạch phổi bù. Cái nghiên cứu cái cơ sở khoa học thứ ba này là cái qua quan sát lâm sàng. Thì qua quan sát lâm sàng thì sau khi mà phẫu thuật cắt bỏ phân thủy phổi hoặc là một thủy phổi để điều trị một cái bệnh lý phổi ngoại khoa nào đó thì người ta thấy thì phần nhu mô phổi còn lại vẫn phát triển mặc dù người ta đã loại bỏ đi nhiều động mạch phế quản, chứng tỏ là máu từ động mạch phổi và tĩnh mạch phổi nuôi dưỡng thay. Và việc nghiên cứu gây tắc động mạch phế quản trong hàng chục năm thì không gặp các cái biến chứng gây xơ xẹp hoặc là hoại tử phế quản, hoại tử phổi. Cơ sở khoa học thứ tư để điều trị ho ra máu thì dựa vào các cái vật liệu tắc mạch, thì qua nhiều giai đoạn từ lúc mà dùng cục máu đông của bệnh nhân hoặc là dùng cồn tuyệt đối, dùng keo sinh học, miếng xốp, sponge gel hay là hạt nhựa tổng hợp và vòng xoắn kim loại thì các tác giả nhận thấy là đối với động mạch phế quản thì sponge gel, hạt nhựa, keo sinh học và vòng xoắn kim loại là có hiệu quả trong việc thường làm tắc mạch. Kỹ thuật nút động mạch phế quản thì thường thì sẽ gây tê tại chỗ bằng lidocaine 2% hoặc là gây mê nếu cần. Thế thì kỹ thuật này sẽ làm theo phương pháp của Schrödinger, tức là đường vào sẽ đi từ động mạch đùi, động mạch cánh tay, động mạch nách, động mạch quay, động mạch trụ, và thông thường là từ động mạch đùi bởi vì động mạch đùi nó có khẩu kính lớn và vị trí nó nằm nông ngay dưới da và rất là dễ thực hiện. Thứ hai nữa là sau khi mà chọc
thì nó ít để lại cái biến chứng so với các cái động mạch khác. Thứ ba nữa là cái việc mà theo dõi băng ép cầm máu ở động mạch đùi nó cũng dễ dàng hơn so với các cái động mạch khác như động mạch quay và động mạch trụ. Sử dụng catheter để chụp mạch thì thông thường là catheter cỡ 5F và các cái micro catheter để nút mạch cỡ từ 2 đến 3F. Về vật liệu ở tắc mạch hiện tại thì thường là dùng ống gel hạt nhựa tổng hợp, keo sinh học hoặc là vòng quấn xoắn kim loại. Về kỹ thuật thực hiện thì dưới hướng dẫn của máy X quang số hóa xoắn nền hoặc là máy X quang tăng sáng truyền hình. Thế thì để đánh giá cái kết quả về mặt chẩn đoán thì động mạch phế quản bệnh lý ấy, thì sẽ phát sinh từ động mạch phế quản chính thức thì bao gồm có các cái dấu hiệu như thứ nhất là giãn toàn bộ cuống này, giãn các nhánh các thân và các cái phân chia nhánh ngoại vi. Thứ hai nữa là động mạch phế quản sẽ kéo dài ra hoặc là phình giãn hoặc xoắn vặn toàn bộ thân động mạch và mạng mao mạch ngoại vi giãn thành nhiều búi và vượt quá giới hạn 1/3 trong một tường phổi. Và cái dấu hiệu gián tiếp có hai cái dấu hiệu, đó là lúc chụp mà động mạch phế quản thì thường bệnh nhân sẽ ho sặc khi mà bơm thuốc cản quang đột ngột hoặc là động mạch phổi sẽ hiển hình khi chụp động mạch phế quản mà theo hướng từ ngoại vi về trung tâm, bởi vì lúc này nó hình thành các cái luồng xăn từ động mạch phế quản vào động mạch phổi. Và chúng ta đã biết thì áp lực của động mạch phổi thì thông thường là khoảng trên 20 mm thủy ngân, thì trong khi mà áp lực của động mạch phế quản rất là lớn, khoảng 120 mm thủy ngân. Chính vì thế mà khi mà có cái luồng xăn từ động mạch phế quản vào động mạch phổi thì cái dòng chảy nó sẽ thắng dòng chảy của động mạch phổi. Vì thế chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình ảnh mà thuốc cản quang nó sẽ đi ngược trong động mạch phổi từ ngoại vi về trung tâm. Về mặt chẩn đoán động mạch phế quản bệnh lý phát sinh ra từ các cái động mạch thuộc phế quản thì chúng ta thể dựa vào các cái động mạch đó là từ thành ngực xuyên qua màng phổi vào nhu mô phổi, hoặc là các động mạch đó có hình ảnh giống như động mạch phế quản chính. Các động mạch đó có tuần hoàn bằng hệ với động mạch phổi hoặc là động mạch phế quản hoặc tĩnh mạch phổi. Về mặt điều trị thì cái tiêu chuẩn để đánh giá kết quả điều trị ho ra máu sau gây tắc mạch phế quản ấy thì thứ nhất là động mạch phế quản bệnh lý được nút tắc hoàn toàn từ thân cho tới ngoại vi thông qua cái phim chụp mạch. Thứ hai là bệnh nhân sẽ ngừng ho ra máu, bệnh nhân hồi phục thông qua theo dõi, thăm khám lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị ho ra máu bằng nút mạch phế quản với hai mức độ. Thứ nhất là thời hạn tạm thời, bệnh nhân ngừng ho ra máu từ 3 đến 6 tháng. Đây là thời gian cần để tiến hành chẩn đoán và điều trị nguyên nhân bệnh gốc. Thứ hai là thời hạn lâu dài thì bệnh nhân ngừng ho ra máu từ 3 đến 6 năm hoặc là lâu hơn. Đây là thời gian đủ để bệnh nhân điều trị triệt căn bệnh gốc và sau đó người bệnh có thể phục hồi và trở lại công việc. Thế thì kết quả của nút động mạch phế quản thì theo y văn thì kết quả đạt được kiểm soát ho ra máu tức thời là 86 đến 99%. Và tỷ lệ ho ra máu tái phát sau một tháng là từ 11,7 cho đến 17,7%. Và cái tỷ lệ ho ra máu tái phát này ở tại bệnh viện phổi trung ương thì cũng nằm ở trong cái khoảng từ 11,7 và đến 17,7%. Chúng tôi như năm 2019 ấy, thì chúng tôi nút ho ra máu ở dưới máy số hóa xoắn nền thì tổng số ca đã làm là khoảng 250 ca và từ đầu năm 2020 cho đến bây giờ là khoảng 120 ca. Và tỷ lệ mà bệnh nhân ho ra máu tái phát quay lại nút lần thứ hai thì rất là ít. Và cái ưu điểm của cái nút động mạch phế quản ở bệnh nhân ho ra máu thì làm giảm nguồn cung cấp máu mà không làm hoại tử mô. Thứ hai, kỹ thuật là nút mạch phế quản này thì thường kém hiệu quả trong các cái trường hợp mà u nấm hơn là các cái bệnh lý phổi mãn tính khác. Và tiến hành nút động mạch phế quản lần đầu tiên thì thường có kết quả tốt nhất là khoảng 90% trường hợp. Về các cái tai biến của cái nút mạch phế quản ấy thì tỷ lệ tai biến và biến chứng của nút mạch phế quản ít được ghi nhận ở trong y văn và có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tai biến và đó là kinh nghiệm của phẫu thuật viên, loại bệnh lý và mức độ hoặc là vật liệu tắc mạch, giải phẫu mạch máu.
tỷ lệ tai biến và biến chứng nếu người bệnh có bệnh lý nền trầm trọng nó sẽ tăng hơn. Và các cái tai biến và biến chứng có thể xảy ra như là đau ngực, thường là do thiếu máu thành ngực, và cái tai biến này thường là bệnh nhân tự tự phục hồi. Các cái tai biến như tụ máu, chảy máu vị trí chọc động mạch cũng có thể xảy ra nhưng mà rất là hiếm. Các cái tai biến như tắc động mạch lành do huyết khối hoặc là do bong mảng xơ vữa hoặc là do vật liệu tắc mạch gây ra, và các cái tai biến như phồng động mạch, bóc tách động mạch rồi thông động kinh mạch, đây là những tai biến hiếm. Và các cái tắc động mạch tủy thì, theo báo cáo thì từ 1,4 đến 6,5% theo y văn. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ tai biến do tắc động mạch tủy sống mà gây ra triệu chứng thần kinh thì ở bệnh viện phổi Trung ương thì hiện tại chưa xuất hiện ca nào. Kết luận thì cái can thiệp nội mạch là kỹ thuật điều trị ho ra máu có hiệu quả, tức thời cao, độ an toàn cao và hiếm xảy ra biến chứng nặng. Tuy nhiên thì vẫn có tỷ lệ tái phát cần phải theo dõi và điều trị sau đó, nhất là các trường hợp do nguyên nhân u nấm. Và sau đây tôi xin trình bày một vài ca lâm sàng mà chúng tôi đã vừa làm kỹ thuật nút mạch phế quản điều trị ho ra máu trong tuần vừa rồi. Thế thì bệnh nhân thứ nhất thì bệnh nhân nam 46 tuổi vào viện ngày 18 tháng 9 năm 2020 vì ho ra máu nặng. Thế bệnh nhân này là tiền sử lao phổi điều trị đủ tháng năm 2000 và năm 2013, và bệnh nhân có tăng huyết áp và đái tháo đường 4 năm. Tiền sử nút mạch phế quản vì ho ra máu nặng 4 lần, và cái lần mà gần đây nhất thì bệnh nhân được nút mạch cách một tuần ở tại bệnh viện Thanh Nhàn. Sau khi nút mạch thì bệnh nhân tiếp tục vẫn ho ra máu rải rác, và sau 2 ngày thì bệnh nhân xuất hiện ho ra khoảng 200 ml máu và nhập khoa cấp cứu bệnh viện phổi Trung ương. Đấy, cái lần nút mạch gần nhất ở bệnh nhân này tại bệnh viện phổi Trung ương là vào khoảng tháng 5 năm 2019. Thế sau đấy thì đến khoảng tháng 1 năm 2020 thì bệnh nhân cũng có ho ra máu tái phát nhưng mà số lượng ít. Sau đấy thì vào nhập viện ở khoa cấp cứu, không nút mạch, điều trị nội khoa và về nhà. Về xét nghiệm công thức máu thì hồng cầu 3,9 triệu, là bệnh nhân có một thiếu máu, tiểu cầu 269, đông máu cơ bản trong giới hạn bình thường. Trên đây là phim chụp cắt lớp vi tính của bệnh nhân. Và đây là hình ảnh chụp cắt lớp vi tính thì bệnh nhân có tiền sử lao phổi điều trị 2 lần năm 2000 và 2013. Và trên phim cắt lớp
Và đây là phim chụp cắt lớp vi tính ngày 21 tháng 9 của bệnh nhân Nguyễn, của bệnh nhân 46 tuổi thì có tổn thương sơ hóa toàn bộ tùy trên hai phổi. Tùy trên phổi trái xuất hiện những cái nốt có viên khí, xác nhận đây là một cái tổn thương hướng đến là u nấm. Và cái bệnh nhân này cũng đã được chẩn đoán theo dõi u nấm từ đầu năm 2020. Trên phim chụp có tiêm thuốc cản quang thì chúng ta thấy là cái thùy trên phổi ở bên trái tăng sinh mạch rất là mạnh, và trong đó có những cái nhánh mạch từ thành ngực, có những cái nhánh mạch từ thành ngực đi vào nhu mô phổi và hòa mạng với động mạch phổi và động mạch phế quản. Trên phim chụp cắt lớp vi tính tiêm thuốc cản quang thì động mạch phế quản phổi trái xuất phát từ động mạch chủ ngang mức D4 đến D6. Đây là hình ảnh gốc của động mạch phế quản. Thì trong trường hợp này thì động mạch phế quản có khẩu kính dưới 2 mm, tuy nhiên thì đoạn ở trong trung thất thì nó xoắn vặn và xuất chia thành những nhánh nhỏ. Vâng, hy vọng là các anh chị ở các đầu cầu có thể xem được đây những cái hình ảnh mà chụp mà có cản quang của phim cắt lớp. Qua đấy có thể thấy được cái hình ảnh của giãn phế quản rất là điển hình và rõ những cái điểm chảy máu. Hy vọng là các anh chị nhìn thấy được những hình ảnh và có thể phát hiện được. Và trên phim này thì cái động mạch phế quản phổi trái thì rất là nhỏ và tăng sinh thì chủ yếu là động mạch phế quản phổi bên động mạch phế quản phải rất là nhỏ, động tăng sinh chủ yếu là động mạch phế quản trái. Từ các cái động mạch liên sườn 4, liên sườn 5, đây, các động mạch liên sườn giãn xoắn vặn. Liên sườn 4, liên sườn 5 bên trái và động mạch ngực ngoài xuất phát từ động mạch dưới đòn. Thế thì bệnh nhân này thì được tiến hành nút mạch phế quản cấp cứu. Và đây là cái phim chụp động mạch phế quản. Đây thì đường vào thì ống thông sẽ đi từ động mạch đùi đi lên. Đây hình ảnh của ống thông. Đầu ống thông sẽ tiếp cận với gốc của động mạch phế quản, và đây phim chụp động mạch phế quản lúc bơm thuốc cản quang. Thế thì trên phim này chúng ta thấy thì là động mạch phế quản mặc dù là khẩu kính thân và các cái phân nhánh của nó thì là không giãn đi. Tuy nhiên thì nó có hình ảnh tức là động mạch xoắn vặn. Động mạch xoắn vặn. Đấy. Và cái bệnh nhân này đã được nút mạch phế quản cách đây khoảng 1 tuần ở bệnh viện Thanh Nhàn. Trên hình ảnh này thấy là cái động mạch phế quản phổi trái tăng sinh rất là ít. Có thể là động mạch này đã được bít tắc từ đó. Tuy nhiên thì bệnh nhân vẫn là ho ra khoảng 200 ml máu, ho ra máu nặng. Sau đây là chúng tôi tiến hành chụp tất cả các động mạch liên sườn. Thì thấy thì nhất là động mạch liên sườn 4 giãn và cho nhánh giãn tăng sinh thành búi vào nhu mô thùy trên phổi ở bên trái, tương ứng với vùng tổn thương u nấm. Và thấy hình ảnh của trào ngược thuốc từ động mạch phế quản vào động mạch phổi và máu đi từ ngoại vi về trung tâm. Cái động mạch tiếp theo chúng tôi chụp đấy là động mạch liên sườn 5. Cái động mạch liên sườn 5 cũng giãn và cho những cái nhánh mạch giãn tăng sinh mạnh vào cái vùng tổn thương ở thùy trên phổi bên trái. Đồng thời thì chúng tôi tiến hành chụp cái động mạch dưới đòn, và bởi vì những cái bệnh nhân mà u nấm thông thường là nó phản ứng viêm rất là mạnh, nó gây viêm dính màng phổi.
Chính vì thế mà tạo điều kiện thuận lợi cho các cái động mạch từ thành ngực nó đi vào nhu mô phổi và gây cho cái việc ho máu của bệnh nhân trở nên phức tạp. Và trên hình ảnh này chúng ta thấy là cái động mạch ngực ngoài nó cũng xuất hiện rất là nhiều nhánh tăng sinh mạnh và cái vùng tổn thương từ trên. Sau khi xác nhận được tất cả các cái động mạch phế quản bệnh lý thì chúng tôi tiến hành luôn cái vi ống thông vào và nút tắc. Trên hình ảnh đây là cái vi ống thông siêu nhỏ và đây là hình ảnh mà chúng tôi bơm vật liệu tắc mạch, đây là vật liệu keo sinh học. Sau khi bơm xong bơm tắc hoàn toàn các động mạch thì có hình ảnh của cái keo sinh học nó đọng lại ở trong lòng của động mạch, các cái đoạn nhánh động mạch, và đây là hình ảnh của keo sinh học. Và chúng tôi tiến hành chụp và tầm soát lại bằng thuốc cản quang thì thấy thì các cái động mạch mà chúng tôi đã biết là tắc hoàn toàn. Đó. Và bệnh nhân này hiện tại thì không còn ho ra máu. Bệnh nhân thứ hai thì là bệnh nhân nam 46 tuổi, tiền sử thì không có gì đặc biệt, cũng vào viện vì ho ra máu nặng 200 ml. Và đây là bệnh nhân thứ hai, bệnh nhân 46 tuổi vào viện vì ho ra máu nặng 200 ml. Thì bệnh nhân này thì được tiến hành chụp cắt lớp vi tính, có tiêm thuốc cản quang dựng hình động mạch phế quản. Thì trên hình ảnh CT chúng ta thấy là phổi ở bên phải thì hoàn toàn bình thường, nhu mô phổi trái thì cũng tổn thương rất là ít, có một cái đoạn đây là thùy lưỡi xuất hiện giãn phế quản hình trụ ở vị trí khu trụ, vị trí thùy lưỡi, và xác định là đây là cái vùng chảy máu. Và mặc dù là trên phim cắt lớp vi tính thì cái động mạch phế quản hoàn toàn không giãn. Đây trên phim cắt lớp vi tính thì động mạch phế quản hai bên rất là nhỏ, cái khẩu kính của cuống cái động mạch phế quản này nó khoảng 1 mm, tức là vẫn dưới 2 mm, và chúng tôi vẫn tiến hành nút động mạch phế quản để điều trị ho ra máu. Thì trên đây là cái phim chụp động mạch phế quản. Mặc dù là cái động mạch phế quản phổi trái nó rất là nhỏ, nó không giãn. Tuy nhiên thì xuất hiện một cái đoạn giãn ở phía ngoại vi thành một cái búi, và cái vùng động mạch phế quản bệnh lý ở bên phổi bên trái này thì đúng là tương ứng với vùng tổn thương giãn phế quản ở trên phim chụp cắt lớp vi tính. Xác nhận đây là động mạch phế quản bệnh lý bởi vì là cái phân bố của cái mảng mao mạch này nó vượt quá 1/3 trong một trường phổi, nó ra tận 1/3 ngoài của trường phổi, và chúng tôi tiến hành luôn vi ống thông vào động mạch phế quản phổi trái và tiến hành bơm keo. Đây là hình ảnh của cái vật liệu tắc mạch keo, nó đi vào rất là sâu và đi ra tít ngoại vi. Sau khi bơm tắc thì chúng tôi tiến hành chụp kiểm tra lại thì thuốc cản quang trào ngược vào toàn bộ động mạch chủ và sang cái động mạch phế quản liên sườn bên phải, và động mạch phế quản trái được tắc hoàn toàn, và sau đấy là bệnh nhân ngừng ho ra máu và bệnh nhân này đã ra viện vào ngày 21 tháng 9. Tôi xin hết. Các anh chị có câu hỏi gì không ạ? Vâng, cảm ơn bác sĩ Tâm.
Các anh chị ở các điểm cầu chắc là cũng đã được nghe rất nhiều những cái nội dung mà bác sĩ Tâm đã trình bày, thì anh chị có thể có câu hỏi hoặc là mình đánh cái câu hỏi lên cái phần group chat cũng được ạ. Chủ đề ho ra máu thì có lẽ là ở đâu các anh chị cũng gặp, vậy không rõ là những cái kinh nghiệm mà của anh chị ở các nơi mình trong cái vấn đề điều trị mình thấy như thế nào, và mình có mong muốn rằng là sẽ có thể triển khai kỹ thuật này ở đơn vị mình được không ạ? Muốn hỏi bác sĩ Tâm là không biết là tính đến bây giờ thì bệnh viện mình đã làm được bao nhiêu ca rồi nhỉ anh nhỉ? Tổng kết được bao nhiêu ca? Tổng kết của năm 2019 là chúng tôi đã tiến hành nút tắc động mạch phế quản điều trị ho ra máu là 250 ca, và từ đầu năm 2020 đến hiện nay thì là tổng số ca là khoảng 120 ca. Và cái tỷ lệ mà ho ra máu tái phát mà quay lại bệnh viện để nút phải nút mạch lần thứ hai thì là rất là ít. À, trong đó là cái ca mà chúng tôi vừa báo cáo, ca bệnh nhân số 1 đấy là bệnh nhân ho máu tái phát, và bây giờ là nút mạch lần thứ 5. Những cái yếu tố nào mà ngoài cái phần chỉ định thì cũng tương đối rõ, các trường hợp mà ho máu cấp cứu, ho máu kéo dài, thì những cái trường hợp nào mà cái yếu tố tiên lượng cho cái việc mà ho mình mà cái chỉ định bít mạch là nó là sẽ khó hơn thì có những yếu tố nào không? Các cái trường hợp mà nút động mạch phế quản điều trị ho ra máu khó mà tiên lượng khó đấy là các cái trường hợp ho ra máu số lượng lớn và kèm theo là có tổn thương của hệ động mạch phổi và xác nhận là có các cái ổ phình của động mạch phổi ở trên phim cắt lớp vi tính. Và trong những cái trường hợp này ấy, thì nếu như mà không có chỉ định điều trị ngoại khoa thì chúng tôi vẫn tiến hành nút tắc động mạch phế quản. Tuy nhiên thì sau đấy thì là những cái bệnh nhân mà có phình động mạch phổi sau đấy thì rất là nhiều bệnh nhân vỡ phình và ho ra máu tắc nghẽn. Ở các điểm cầu các anh chị có cái câu hỏi gì không ạ? Mà tôi cũng cứ giả định mình, nếu như đặt tôi ở vị trí mà ở các bệnh viện tuyến tỉnh thì tôi cũng sẽ quan tâm đến cái chủ đề gì, thì cũng cứ mạnh dạn là suy nghĩ như vậy, đặt câu hỏi với cả bác sĩ Tâm. Thế thì một câu hỏi nữa, tôi nói trước khi nói thì trong đội trường này có anh chị em nào có câu hỏi không? Nay có anh Long, học chuyên khoa 1 tận Quảng Ngãi. Trong kia thì đơn vị mình không biết là đã có làm được kỹ thuật này không? Chưa làm được. Vâng, thế thì tôi cũng xin hỏi tiếp thì và các đầu cầu thì tiếp tục là cho câu hỏi. Vậy nếu như ở dưới các địa phương khi mà chưa thực hiện được cái kỹ thuật bít mạch, thì liệu rằng với cái công cụ hiện nay cũng đã có, đấy là chẩn đoán hình ảnh và chụp cắt lớp, chụp mạch cản quang, thì liệu có thể phát hiện ra được những cái trường hợp mà ho máu mà có chỉ định cần phải 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 bít mạch được không ạ, để mà chuyển lên trên trên Thế mình thì chẳng hạn? đối với ho ra máu ấy, thì tất cả các trường đa phần thì tất cả các trường hợp ho ra máu đều phải có chỉ định nút mạch phế quản, mặc dù là có xác nhận là có tình trạng là giãn hay không giãn động mạch phế quản trên phim cắt lớp vi tính. Bởi vì là rất nhiều trường hợp mà động mạch phế quản trên cắt lớp vi tính không giãn, tuy nhiên thì trên phim chụp mạch thì nó thấy rất rõ đây là động mạch phế quản ở khu vực ngoại vi giãn thành búi, thậm chí là xuất hiện những cái ổ giả phình nhỏ mà ngay cả phim cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang độ phân giải cao cũng không phát hiện ra được. Vì thế là trong cái chỉ định nút mạch phế quản thì không có nói gì đến vấn đề là động mạch phế quản có giãn hay không giãn, mà cứ ho ra máu
số là ho ra máu nặng hoặc là ho ra máu mà kéo dài mà điều trị nội khoa không hiệu quả là nút mạch phế quản. Như vậy là phải xác định bằng chụp mạch phế quản, sau đó thì mới sang chỉ định nút mạch và chẩn đoán hình ảnh. Nếu như chỉ với những kỹ thuật mà chụp mà cản quang thông thường thì mình sẽ bỏ sót đúng không ạ? Và vâng, đúng như thế. À. Đây, đây tôi xin chia sẻ, đây là một cái bệnh nhân cũng ho ra máu. Bệnh nhân này cũng tương tự như là bệnh nhân số 2 ấy. Thì đây là bệnh nhân ho ra máu được chúng tôi tiến hành chụp và can thiệp bít tắc động mạch phế quản. Mặc dù là trên phim CT thì động mạch phế quản hoàn toàn bình thường, không giãn. Tuy nhiên thì trên phim chụp động mạch phế quản số hóa xoắn lên thì thấy cái động mạch phế quản thùy trên tương ứng với vùng tổn thương giãn phế quản ở trên phim cắt lớp vi tính thì có một cái vùng này, giãn thành búi. Với những cái động mạch phế quản mà nó ở ngoại vi này thì trên phim cắt lớp vi tính nó sẽ không hiện hình được. Chính vì vậy mà trong cái điều trị ho ra máu chỉ định nút mạch phế quản thì thông thường nó không, trong cái phần chỉ định nó không có nói đến cái việc là động mạch phế quản có xác nhận là có bất thường ở trên phim cắt lớp vi tính. Các đơn vị có câu hỏi gì trực tiếp cho bác sĩ Tâm không ạ? Vâng, mình muốn hỏi bác Tâm một câu là tái phát thì định nghĩa là như thế nào và thất bại thì định nghĩa là như thế nào? Những cái trường hợp mà ngay sau khi vít mạch xong về bệnh nhân vẫn ho máu chẳng hạn, thế thì cái đó thì mình phân loại là thuộc như thế nào và giải thích cho bệnh nhân cũng như là lúc ý ta có thể xử trí bít lại được không hay như thế nào? Trong cái slide tôi trình bày ấy thì cái ho ra máu thì cái hiệu quả của nó ở phân thành hai cái mức độ. Thứ nhất tức là thời gian cầm máu trong khoảng từ 3 đến 6 tháng và thời gian cầm máu trong khoảng 3 đến 6 năm hoặc là lâu hơn nữa. Thế thì đối với cái ho ra máu mà sau kia đã nút mạch ấy, thì nếu như mà bệnh nhân mà cầm máu tức thời ở trong 24 giờ thì cái kỹ thuật nút mạch là được gọi là nút mạch điều trị thành công cái ho ra máu. Còn trong trường hợp mà trong vòng 24 giờ mà bệnh nhân vẫn tiếp tục ho ra máu thì đấy là nút động mạch phế quản thất bại. Thì thất bại thì có thể là thất bại một phần hoặc là thất bại hoàn toàn. Tức là thất bại một phần tức là mình sẽ không nút tắc được tất cả các cái động mạch phế quản bệnh lý mà mình chỉ nút được một phần, cho nên là bệnh nhân vẫn
có tiếp tục ho ra máu, và thường thì bệnh nhân sẽ ho ra máu ít hơn. Còn nếu như mà trong trường hợp mà nút tắc động mạch phế quản mà bệnh nhân vẫn ho ra máu nặng thì đương nhiên đây là cái thất bại này là thất bại hoàn toàn. Có thể thứ nhất là cái động mạch chảy máu chính thì chúng ta chưa tiếp cận, chưa tìm ra và chưa bị tắc, hoặc là trong trường hợp là bệnh nhân đang ho ra máu từ cái nguồn khác, từ tĩnh mạch phổi hoặc là động mạch phổi, và cái thời gian ho ra máu tái phát ấy thì tùy bệnh nhân có thể ho ra máu tái phát sau 1 tuần hoặc là ho ra máu tái phát sau 1 năm vân vân. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Tâm. Các điểm cầu có câu hỏi gì không ạ? Tôi nghĩ rằng là nếu mà một cái chủ đề khác như là chẩn đái tháo đường hay là cao huyết áp thì mình có nhiều cơ hội để tìm những cái bài trình bày hoặc là các diễn giả, nhưng mà cái chủ đề về ho ra máu và đặc biệt chuyên sâu về là bít mạch phế quản thì điều trị ho ra máu, tôi nghĩ là sẽ không phải lúc nào chúng ta cũng dễ có được một cái bài trình bày như này đâu ạ. Có một câu hỏi là bác Tâm cho em hỏi, với bệnh nhân ho ra máu thì trường hợp nào chụp CT hay tất cả bệnh nhân ho ra máu đều có chỉ định chụp CT? Xin trả lời câu hỏi của quý bác sĩ là đối với ho ra máu thì tất cả các trường hợp ho ra máu đều bắt buộc phải chụp cắt lớp vi tính, và ưu tiên chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao từ 64 dãy trở lên và có tiêm thuốc cản quang mà dựng hình động mạch phế quản. Thì chụp mà cắt lớp vi tính này thì mục đích chính của nó đây là thứ nhất là giúp cho bác sĩ chẩn đoán định khu được tổn thương, và thứ hai nữa là xác định được nguyên nhân chảy máu và giúp cho việc can thiệp và cũng như phẫu thuật. Vâng, và cái này cũng bổ sung một chút để các anh chị ở các địa phương cũng an tâm, nếu như mà có thể ngoài cái chụp cắt lớp mà phân giải cao thì và chụp rực hình phế quản như bác Tâm vừa mới nói ấy, thì cái này bảo hiểm y tế trong cái thông tư mới nhất liên quan đến cái chi trả đúng không ạ, thì đã bổ sung cái việc mà có chi trả cho cái kỹ thuật là chụp mạch phế quản đó. Thì nên mình có thể yên tâm và mình có thể tăng những cái chỉ định này. Vâng, có một cái câu hỏi là tôi nghĩ nó cũng liên quan, là tôi nghĩ là các nơi cũng rất là muốn tìm hiểu, đó là nếu như mà muốn thực hiện được cái kỹ thuật này thì một cái kíp nhân lực sẽ là như thế nào, những cái yêu cầu về mặt kỹ thuật là như thế nào, và cái chi phí cho người bệnh nếu như mà thực hiện một cái lần bít mạch này là như thế nào, thì mời bác sĩ Tâm ạ. Để thực hiện được một cái kíp nút mạch phế quản điều trị ho ra máu thì đối với những người bệnh nhân mà nút can thiệp động mạch phế quản trì hoãn thì thông thường thì chỉ cần một bác sĩ và một kỹ thuật viên là có thể thực hiện được. Tuy nhiên thì đối với những người mà mới làm ấy thì thông thường là phải có một bác sĩ phụ, bởi vì là trong quá trình làm can thiệp mạch mình phải đưa dụng cụ hay là vệ sinh này, rửa hoặc chuẩn bị dụng cụ rất là cẩn thận. Còn trong trường hợp mà nút tắc động mạch phế quản điều trị ho ra máu cấp cứu thì cần phải nhiều người hơn, trong đó thì bệnh nhân có thể phải kết hợp thở máy. Và chi phí của một cái ca can thiệp mà nút tắc động mạch phế quản là thì nó bóc tách ra thành hai cái chi phí. Thứ nhất là chi phí của chụp động mạch phế quản, thì chi phí của chụp động mạch phế quản thì theo thông tư của Bộ Y tế thì cái chi phí này cố định là một ca chụp động mạch phế quản là chi phí là 9,1 triệu, và cái tiền này thì bảo hiểm nó chi trả. Và cái phần mà nút mạch ấy thì cái chi phí nút mạch thì nó sẽ không cố định. Cái chi phí này nó phụ thuộc vào dụng cụ mà bác sĩ sử dụng cũng như vật liệu tắc mạch mà bác sĩ sẽ sử dụng cho bệnh nhân. Thế thì đối với lại bệnh viện chúng tôi thì hiện tại cái vi ống thông để thực hiện can thiệp mạch này chúng tôi hiện tại đang dùng của Terumo, thì một bộ ấy thì thông thường là rơi vào khoảng 7 triệu, và một cái hãng của Nhật khác đấy là chi phí cả một bộ đấy là 12 triệu. Và cái chi phí này thì bảo hiểm y tế họ cũng chi trả.
Còn vật liệu tắc mạch thì tùy vào tình trạng động mạch phế quản bệnh lý mà có thể lựa chọn các cái dạng vật liệu khác nhau, có thể là từ những cái miếng xốp cầm máu spong gel, hạt nhựa tổng hợp, keo sinh học và cái vòng xoắn kim loại. Thì spong gel thì nó rất là rẻ tiền, nó cái spong gel này chỉ khoảng 100.000 một miếng, và một miếng này có thể bít tắc toàn bộ động mạch phế quản. Thứ hai là hạt nhựa thì hiện tại có rất nhiều loại hạt và chi phí dao động từ khoảng 3 triệu cho đến 35 triệu một lọ. Thông thường đối với nút tắc động mạch phế quản chỉ cần những loại vật liệu rẻ tiền, hạt nhựa như là contour PVA nó rơi vào khoảng 3 triệu một lọ, và thông thường thì mỗi bệnh nhân nút tắc động mạch phế quản thì lượng mà vật liệu tắc mạch sử dụng dao động từ khoảng 1 đến 5 lọ tùy số lượng động mạch phế quản và mức độ động mạch phế quản nó giãn nhiều hay ít. Thứ hai là cái vật liệu keo sinh học. Keo sinh học này thì trước đây thì ít sử dụng, bởi vì là sử dụng keo sinh học thì thông thường thì là tỷ lệ mà gây tai biến rất là nhiều, do là cái keo nó rất dễ trào ngược lúc mà bơm vật liệu tắc mạch vào động mạch phế quản. Tuy nhiên thì bây giờ với kỹ thuật mới và luôn chọn lọc bằng vi ống thông siêu nhỏ rất là sâu ấy, thì việc nút tắc bằng cái keo ấy thì rất là an toàn cho bệnh nhân. Và cái keo sinh học thì ưu điểm của nó thì lúc mà khi mà nó bơm vào động mạch phế quản là nó gây tắc và nó gây dính ngay vào thành động mạch phế quản, và có thể nó gây tắc vĩnh viễn. Và ngược lại với cái hạt nhựa ấy, hạt nhựa mà trong trường hợp động mạch phế quản giãn lớn mà xuất hiện các cái luồng thông lớn sang động mạch phổi ấy, thì chúng ta bít tắc động mạch phế quản, và có thể là động mạch phế quản nó chỉ bít tắc tạm thời, sau đấy là hạt nó sẽ di trú theo luồng thông qua động mạch phổi, và sau đó thì động mạch phế quản nó sẽ tái thông mà bệnh nhân có thể là ho ra máu trở lại. Đấy. Và một cái loại vật liệu đắt tiền nữa đấy là các cái vòng xoắn kim loại, thì các cái vòng xoắn kim loại này thì sẽ ít được sử dụng, thông thường chỉ sử dụng đối với các cái động mạch phế quản mà nó giãn rất là lớn và bắt buộc phải nút tắc cuống bằng các cái vòng xoắn kim loại, thường là phải kết hợp cả keo sinh học. Và tổng chi phí mà chúng tôi đang sử dụng cho một cái ca nút mạch tại bệnh viện phổi trung ương nó dao động từ 25 đến 30 triệu. Và bảo hiểm nó chi trả theo định mức. Định mức cụ thể là tức là có những trường hợp ví dụ bảo hiểm 100% là bệnh nhân không mất tiền, mà theo thông tư thì bảo hiểm nó chi trả cho đối với kỹ thuật can thiệp động mạch này là bằng 45 lần mức lương cơ bản, có nghĩa là nó rơi vào khoảng 60 mấy triệu. Và cái kỹ thuật nút động mạch phế quản này cũng chỉ tiêu tốn khoảng từ 25 đến 30 triệu, là tức là bệnh nhân vẫn không phải trả tiền nếu như mà được hưởng bảo hiểm 100%. Vâng, cảm ơn. Và đây chắc chắn là thủ thuật loại 1 đúng không ạ? Thế đặc biệt. Đây là thủ thuật đặc biệt. Vâng, thủ thuật đặc biệt. Vâng. Thì những cái thông tin như vậy cho thấy rằng là hoàn toàn nếu như mà các cơ sở có nhân lực và đầu tư kỹ thuật con người thì cũng có thể là thực hiện được cái kỹ thuật này. Một câu hỏi nữa, có nhiều trường hợp chụp CT ở bệnh nhân ho ra máu, sau khi chụp xong thì bệnh nhân ho ra máu nhiều hơn, nguyên nhân do thay đổi tư thế hay do bức xạ của tia X gây phá vỡ liên kết ở cục máu đông? Câu hỏi dành cho bác sĩ Tâm. Bệnh nhân chụp cắt lớp vi tính xong thì thấy ho ra máu nhiều hơn, thì cái này thì xin trả lời là không phải là do thay đổi gì, do bức xạ của tia X quang. Có thể là thứ nhất là do trong quá trình mà vận chuyển bệnh nhân vận động, hoặc là quá trình bơm thuốc cản quang vào tĩnh mạch nó sẽ gây tăng áp lực ở trong lòng mạch, có thể là bệnh nhân xuất hiện ho ra máu. Và có một số bệnh nhân thì cũng có thể do tâm lý, tức là bình thường họ đã điều trị thuốc nội khoa và cầm máu ở tại khoa, nhưng mà sau đó thì đưa vào phòng chụp cắt lớp vi tính, đưa lên bàn chụp tâm lý và họ bắt đầu ho và ho ra máu, là một nguyên nhân. Vâng. Bác sĩ Tâm cho em hỏi có những yếu tố nào làm tăng nguy cơ tái phát ho ra máu sau khi bít mạch phế quản? Thứ nhất là đây là bệnh lý gốc của bệnh nhân,
Ví dụ như trong bệnh lý nấm phổi, bệnh lý nấm phổi là cái bệnh lý mà nó gây viêm rất là mạnh, nó gây viêm dính màng phổi rất là nhanh, và chúng tôi nhận thấy là có những cái bệnh nhân mà chúng tôi nút tắc toàn bộ động mạch phế quản của bệnh nhân, và sau đấy là bệnh nhân cầm máu và chỉ sau một tháng, và những cái nhánh mà trước đó chúng tôi đã tầm soát là không thấy tăng sinh vào động mà vào nhu mô phổi, thì sau một tháng chụp lại thì các cái nhánh đấy nó giãn và nó tăng sinh rất mạnh vào nhu mô phổi. Cho nên là cái yếu tố mà dẫn đến ho ra máu tái phát thì thông thường đấy là do bệnh lý mà bệnh nhân đang mắc. Vâng, cảm ơn bác sĩ Tâm. Các điểm cầu có câu hỏi nào không ạ? Trong hội trường mình có câu hỏi dành cho bác sĩ Tâm không ạ? Ngoài ra thì còn một cái yếu tố mà có thể dẫn đến bệnh nhân ho ra máu tái phát sớm đấy là do kỹ thuật nút mạch, do bác sĩ lựa chọn vật liệu tắc mạch, bởi vì là vật liệu tắc mạch thì nó có những cái vật liệu nó chỉ gây tắc mạch tạm thời, ví dụ như spong gel ấy, thì thông thường nó chỉ lưu trù trong lòng của động mạch chỉ khoảng một tuần sau là nó tiêu mất, bởi vì cái spong gel nó chiết xuất từ bì của động vật, nó giống như thức ăn, và cái việc sử dụng spong gel thông thường là chỉ thực hiện đối với những trường hợp mà nút động mạch, trong trường hợp là nút tiền phẫu, và bệnh nhân sẽ được phẫu thuật sau ngay sau đấy. Thứ hai là hạt nhựa, thì hạt nhựa thì thông thường nó có nhiều kích cỡ từ khoảng nhỏ khoảng 150 micromet và lớn khoảng 1.200 micromet, thì đối với những cái hạt nhỏ ấy, thì khi mà nút tắc động mạch phế quản thì có thể xuất hiện những cái luồng xăn sang động mạch phổi, thì những hạt nhỏ này nó sẽ phát tán dần và nó dẫn đến việc tái thông. Khi tái thông thì bệnh nhân sẽ tiếp tục ho ra máu. Và ngoài ra thì chính vì thế mà hiện nay thì người ta đưa cái vật liệu keo sinh học vào để điều trị ho ra máu. Và tất cả các bệnh viện thì bây giờ hiện tại thì chủ yếu là sử dụng vật liệu là keo sinh học. Vâng, tôi chờ thêm có câu hỏi nào từ phía các đầu cầu không ạ? Vâng, thế nếu mà không còn câu hỏi nào thì bài trình bày này có lẽ là cũng có rất nhiều thông tin và rất nhiều những cái nội dung mà nếu như mà các anh chị có thời gian thì tìm hiểu lại, và khi nào mà có những trường hợp bệnh nhân mà với cái các kỹ thuật hiện nay ở các đơn vị nội khoa điều trị ho ra máu mà chưa thể giải quyết được, thì các anh chị có thể tư vấn và chuyển bệnh nhân lên trên bệnh viện phổi trung ương. Không chỉ những trường hợp ho ra máu cấp cứu mà những trường hợp ho máu tái phát nhiều lần. Một cái bệnh cảnh ho máu tái phát số lượng không nhiều, nhưng mà trên lâm sàng có những biểu hiện của thiếu máu. Vâng, thế có lẽ là tôi xin kết thúc cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn và xin kết thúc ạ.